hút khách du lịch dừng chân dịp hè này, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu hướng đến xây dựng các tour du lịch trải nghiệm độc đáo gắn với dòng sông Sài Gòn. Một chuyến ngắm Thành phố Hồ Chí Minh từ sông để đổi gió, vi vu đến làng biển Cần Giờ tìm một nơi tạm lánh sự quyên náo của chốn phồn hoa đô thị. Đặc biệt, mới đây khu sinh thái Thiền Liền Thành An vừa góp mặt vào hành trình du ngoạn đêm, đem đến cho du khách không gian yên ngã với những cái không khác biệt, không xe ô tô, không nước ngọt, không tệ nạn, với cánh rừng phòng hộ bao quanh. Đáp ứng nhu cầu trải nghiệm tại đây, đơn vị buýt đường sông Sài Gòn Waterbus cùng các nhà nghiên cứu thuộc khoa văn hóa, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có chuyến khảo sát thứ tư đánh thức tiềm năng du lịch, kết nối di sản đường sông Sài Gòn, Thiền Liền, cửa sông Lòng Tàu. Cái tour này nó hấp dẫn lắm. Qua cái tour này á, các anh sẽ thấy ở bắt đầu từ cái vùng sông nước nội đô ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, qua các dòng sông lớn, chúng tôi sẽ đưa khách về với biển cả. Biết đường sông đưa du khách đến với thị trấn Cần Thạnh, đi chợ Cần Giờ và giếng đình Cần Thạnh. Sát bên hông chợ Cần Giờ có miếu Hải Thần, lăng ông Thủy Tướng. Người dân làng Chài Biển thờ cá ông vì che chở, cứu rỡ cho nhiều ghe thuyền của người dân trước những cơn sóng dữ. Tại áp đảo Thiền Liền, người dân chủ yếu sống bằng nghề làm muối và các sản phẩm từ muối như muối ớt, muối tôm, muối thảo dược. Ngoài ra, đến đây du khách có cơ hội trải nghiệm khác của sinh kế người dân như bắt cá thòi lòi, bắt ba khía. Do áp đảo còn mới mẻ nên các dịch vụ từ nhà hàng, quán xá chưa thực sự phát triển. Du khách muốn trải nghiệm đời sống trên áp đảo phải đặt trước để người dân chuẩn bị lương thực, có chỗ ở và các hoạt động vui chơi.